không phải 45 triệu bảng, MU chốt giá khủng bán Sancho. Ký giả Ben Jacob đã mang đến những cập nhật mới xoay quanh ngôi sao đồng hương. Mùa hè năm nay, Manchester United dự kiến sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn, và hiển nhiên là đã có hàng loạt cái tên được dự đoán sẽ bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Điển hình như trường hợp của Jadon Sancho, một bản hợp đồng tương đối thất bại của quỷ đỏ. Tuy vậy, theo tiết lộ đến từ Ben Jacob, Man United sẽ không nóng lòng tống khứ sân trợ. Dù thực chất họ đã xác định được mức phí yêu cầu cho ngôi sao này, tôi nghĩ Manchester United sẽ không quá gấp gáp để thanh lý Sancho. Tôi không cho rằng cậu ấy đứng ở một vị trí cao trong danh sách những cầu thủ mà Ten Hag muốn đuổi khỏi câu lạc bộ. Tất cả sẽ chỉ phụ thuộc vào việc liệu có mức giá phù hợp nào được đưa ra hay không, và tôi nghĩ rằng nếu Manchester United giải quyết bất kỳ hình thức chuyển nhượng nào cho Jadon Sancho, họ sẽ xem xét mức giá 55 triệu bảng hoặc 60 triệu bảng chúng ta phải chờ đợi và xem thử liệu có bất kỳ đội bóng nào cho rằng đó là giá trị hợp lý hay không